yesterday. Now's the time for us to say Happy New Thank you.
về đến kỷ niệm 15 năm thành lập công ty và bắt đầu kinh doanh năm 2019 được diễn ra trực tiếp tại công ty của chúng ta. Xin phép được bắt đầu. Xin được nhiệt chào đón toàn thể quý vị khách quý, quý vị khách mời, ban giám đốc công ty, cán bộ công nhân viên trong công ty đã và đang có mặt tại nơi trang trọng nhất để cùng với chúng tôi thực hiện chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập công ty và phát động kinh doanh năm 2019. Lần đầu tiên, tôi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị kính mến, chúng ta đang sống cho những ngày đầu tiên của một năm mới. Một năm mới đầy hứa hẹn cho tất cả quý vị khách quý, cho tất cả cán bộ, công nhân viên của công ty, đặc biệt hơn là quý công ty của chúng ta. Thưa quý vị, trong một năm mới đầy hứa hẹn cho tất cả quý vị, cho những gia đình của quý vị, chúng ta hãy cố gắng để cho một năm 2019 thuận lợi hơn năm 2018. Và trước thềm năm mới, chúng tôi xin chúc cho toàn thể quý vị bước sang một năm mới sức khỏe, an khang, thành công và thịnh vượng. Thưa quý vị kính mến, và lúc này đây, chúng tôi rất vui mừng được tuyên bố giới thiệu lý do các thành viên tham dự ngày hôm nay. Thưa quý vị kính mến và những thành viên tham dự khách mời ngày hôm nay về đây để kỷ niệm 15 năm thành lập công ty và phát động kinh doanh năm 2019. Và chúng tôi sẽ giới thiệu tên của những thành phần khách mời ngày hôm nay, thì rất mong muốn quý vị chúng ta hãy đứng lên và quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón những người mà chúng tôi sẽ giới thiệu tên sau đây. Tôi trân trọng giới thiệu ông Triệu Khắc Thủy, chủ tịch hội đồng thành viên. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ông. Tôi trân trọng giới thiệu ông Triệu Khắc Trung, giám đốc. Tôi trân trọng giới thiệu bà Ngô Thị Lừng, phó giám đốc. Tôi trân trọng giới thiệu ông Triệu Khắc Dũng, phó giám đốc. Tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện công ty cổ phần sợi Việt Nhật. Tôi trân trọng giới thiệu đại diện công ty cổ phần đầu tư xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội. Bên cạnh đó là các anh chị em bên nội ông Triệu Khắc Thủy. Thưa quý vị kính mến, cùng các anh chị em bên ngoài bà Ngô Thị Lừng. Xin cảm ơn tất cả những quý vị khách mời, quý vị đã và đang có mặt trong ngày hôm nay để cùng với chúng tôi thực hiện chương trình tổng kết năm 2018-2019. Và chúng ta cùng hãy cố gắng những dự định của năm 2018 chưa thành công. Và chúng tôi xin chúc cho toàn thể quý vị những dự định của năm 2018 đó sang năm mới 2019 sẽ thành công. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị kính mến, và ngay bây giờ chúng tôi trân trọng giới thiệu ban lãnh đạo, vâng ạ, nhận hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời. Và tôi xin trân trọng đọc tên những quý vị sẽ lên nhận hoa sau đây. Thưa quý vị, xin mời đại diện công ty cổ phần sợi Việt Nhật, công ty cổ phần đầu tư xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội. Tôi xin mời các anh chị em bên nội ông Triệu Khắc Thủy, đó là ông Triệu Khắc Hùng. Tôi xin mời các anh chị em bên ngoài bà Ngô Thị Lừng, đó là ông Ngô Mạnh Thắng. Cùng các chị em bên ngoài của bà Ngô Thị Lừng, đó là bà Ngô Thị Tả. Xin mời các bạn hãy lên sân khấu để nhận hoa. We'll be right back.
viên công ty. Trước tiên, tôi xin thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trung Dũng chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đến dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập của công ty nhân dịp Xuân Kỷ Hợi. Kính chúc quý khách, cán bộ công nhân viên lời chúc tốt đẹp, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị, 15 năm không phải là chặng đường dài, nhưng những khoảnh khắc thời gian đặc biệt ấy có ý nghĩa quan trọng vì nó đã ghi nhận những bước phát triển từ sự ra đời, từ sự trưởng thành, khẳng định vị trí của công ty trên thị trường nguyên phụ liệu ngành may. Nhìn lại chặng đường qua, công ty Trung Dũng từ ngày đầu mới thành lập là một doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp mặt hàng dây giày, dây chun, phụ liệu ngành may mặc với số ít chủng loại sản phẩm và tập trung chủ yếu hướng tới là các sản phẩm khách hàng nhỏ lẻ. Đến nay, với sự định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo công ty, Trung Dũng ngày càng phát triển lớn mạnh. Ngoài việc duy trì sản xuất các sản phẩm truyền thống đã có, thì công ty không ngừng phát triển mẫu mã và đa dạng hóa các sản phẩm mới. Bên cạnh đó, công ty mở rộng thị trường phát triển hướng tới những khách hàng tiềm năng. Khách hàng chủ yếu hiện nay là các thương hiệu của các công ty may mặc có tiếng trong nước như May Mười, Hồ Gươm, Canifa, Việt Tiến và những khách hàng nước ngoài từ Mỹ, Anh, Pháp. Việc trở thành những nhà cung cấp cho các công ty nước ngoài đã đưa sản phẩm của Trung Dũng vươn ra tầm thế giới, quảng bá hình ảnh của công ty và tạo thương hiệu cho nguyên phụ liệu ngành may của Trung Dũng. Trong 15 năm qua, Trung Dũng đã có sự phát triển vượt bậc từ mức doanh thu đạt được năm 2003 khi ngày mới thành lập chỉ đạt khoảng 500 triệu đồng. Đến nay, trong năm 2018, tổng doanh thu công ty đã đạt khoảng độ 270 tỷ đồng. Mức tăng trưởng tỷ lệ đạt khoảng độ 120%, nộp thuế vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 5 tỷ đồng. Bình quân thu nhập người lao động 7 triệu đồng trên người trên tháng, tạo công ăn việc làm cho khoảng 300 người lao động. Để đạt được những kết quả như vậy, chính nhờ công ty đã, thứ nhất, mở rộng quy mô sản xuất. Từ ngày mới thành lập đến nay, công ty đã mạnh dạn đầu tư trên 300 tỷ đồng phục vụ mở rộng sản xuất và phát triển, đổi mới công nghệ từ chỗ diện tích sản xuất chưa đầy 300 m2. Đến nay, công ty đã xây dựng được khu quản lý, nhà điều hành, nhà sản xuất tập trung với tổng diện tích khoảng 7.000 m2 sàn. Ngoài ra, công ty còn mở rộng và xây dựng thêm nhà máy sản xuất tại Phố Nối, Hưng Yên với diện tích khoảng 40.000 m2, với sức chứa số lượng người lao động lên khoảng 2.000 người. Thứ hai, đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Hơn 15 năm không ngừng nỗ lực cải tiến và đổi mới công nghệ, công ty đã trở thành một trong những nhà cung cấp nguyên phụ liệu ngành may mặc lớn nhất tại Việt Nam, sản xuất các sản phẩm chỉ may, chun, dây bằng những trang thiết bị hiện đại nhất. Công ty hiện đã trang bị 9 dàn máy đánh chỉ tự động, 32 máy dệt chun, 42 máy dệt dây kiếm và 2 máy dệt chữ và hơn 75 máy tròn, khoảng 30 máy nhuộm và một phòng thí nghiệm cùng nhiều trang thiết bị hiện đại. Công suất trung bình một tháng sản xuất khoảng 750.000 quận chỉ, trên tháng khoảng 60 đến 80 tấn chun bảng, có khoảng 12 đến 15 tấn dây máy kiếm và máy tròn. Các sản phẩm của công ty đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về chất lượng sản phẩm và được Honnef của Đức cấp chứng chỉ Ecotech công nhận đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. Hệ thống nhà xưởng cũng được công ty chú trọng đầu tư thêm các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như bơm cứu hỏa, bơm bình chữa cháy, hệ thống hướng dẫn van chữa cháy và cửa thoát hiểm v.v. đảm bảo các tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động. Công ty cũng dần hoàn thiện các tiêu chuẩn thực hành tốt 5S như sẵn sàng, sắp xếp sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Đây là một trong các chương trình chứng nhận của trung tâm chứng nhận phù hợp thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, xây dựng theo các nguyên tắc chuẩn mực quốc tế, là nền tảng cơ bản để doanh nghiệp thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng và công cụ về năng suất. Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề. Từ chỗ có khoảng 20 người lao động trong những ngày đầu tiên mới thành lập,
Đến nay, công ty đã có số lượng khoảng 300 người phục vụ cho nhu cầu sản xuất, bao gồm 6 quản lý sản xuất, 75 nhân viên, 25 tổ trưởng kỹ thuật và khoảng 200 công nhân lành nghề. Hàng năm, công ty đã tiến hành tổ chức định kỳ các khóa đào tạo, dạy nghề, tập huấn, các kiến thức và vệ sinh an toàn lao động, nội quy và quy trình làm việc với các lao động để tiếp cận với các máy móc hiện đại và môi trường làm việc chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, bổ sung kiến thức và nâng cao tay nghề cho người lao động của công ty. Thứ tư, tạo động lực và làm việc cho người lao động. Trong những năm gần đây, mục tiêu hướng tới của công ty là dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường trong và quốc tế, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả của sản phẩm. Để đạt được mục tiêu đó, công ty đã luôn những đảm bảo nhất định về quyền và lợi ích của người lao động, tạo động lực cho người lao động làm việc, yên tâm công tác, phấn đấu, khuyến khích người lao động phát huy năng lực, sở trường trong những nhiệm vụ. Thông qua việc công ty luôn chú trọng đến cung cấp các chế độ, đãi ngộ và phúc lợi đầy đủ cho người lao động, mức lương, phụ cấp, phúc lợi, v.v. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn công ty được thành lập và tổ chức hoạt động theo điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hiện nay, bộ máy công đoàn cơ sở công ty Trung Dũng bao gồm 7 ủy viên, ban chấp hành và gần 300 đoàn viên. Công ty cũng đã xây dựng chi bộ với 7 đảng viên ưu tú. Ngoài ra, hàng năm công ty khuyến khích các đoàn viên có thành tích xuất sắc, ý thức kỷ luật tốt tham gia kết nạp đảng để xây dựng chi bộ đảng vững mạnh. Thay mặt ban lãnh đạo công ty, tôi xin chân trọng ghi nhận và cảm ơn sâu sắc tới ông Triệu Bắc Thủy, chủ tịch hội đồng thành viên, và bà Ngô Thị Lừng, phó giám đốc công ty, đã đặt nền móng gây dựng nên công ty Trung Dũng trong những thời kỳ đầu khó khăn nhất. Cảm ơn các cấp quản lý cùng toàn thể cán bộ công nhân viên vì những gì các bạn đã làm việc hình thành, xây dựng và phát triển công ty Trung Dũng trong 15 năm qua. Thưa quý vị, tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, công ty đã đặt ra các mục tiêu định hướng chiến lược đến năm 2020 trên cơ sở đánh giá khách quan và điểm mạnh, điểm yếu về cơ hội và thách thức như sau. Thứ nhất, phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 15-20% tổng giá trị sản xuất của doanh nghiệp. Thứ hai, bình quân thu nhập người lao động đạt khoảng 8 triệu đồng trên người trên tháng. Thứ ba, tạo việc làm mới cho khoảng độ 50-100 lao động. Thứ tư, xây dựng chi bộ đảng, tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh, phấn đấu, bồi dưỡng, giáo dục và giới thiệu cho đảng một quần chúng ưu tú để xem xét và kết nạp. Để thực hiện được các mục tiêu trên, ban lãnh đạo công ty xác định 4 giải pháp cụ thể như sau. 1. Đặt ra phương hướng phát triển của công ty trong các năm tới, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để phát triển, không ngừng cho ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thứ hai, tăng cường đổi mới công nghệ, đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật và sản xuất nhằm tăng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm. Thứ ba, phát huy nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện chính sách tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, thu hút người lao động, có chính sách, có chế độ đãi ngộ thích đáng, phù hợp với năng lực hiệu quả làm việc để giữ chân những người lao động giỏi. Thứ tư, môi trường làm việc ngày càng hoàn thiện hơn, các chế độ phụ cấp, phúc lợi đảm bảo quyền lợi cho người lao động không ngừng được hoàn thiện, duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao bằng các hình thức, phát động các phong trào thi đua, tổ chức các trận thi đấu giao lưu bóng đá trong và ngoài đơn vị, v.v. để người lao động có cơ hội học hỏi, nâng cao kiến thức, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể người lao động, nâng cao tinh thần đồng đội, xây dựng chi bộ đảng và công đoàn vững mạnh, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ. Thưa quý vị, với lòng tự hào và trân trọng những ngày thành lập đã đạt được trong 15 năm hình thành và phát triển, chúng ta có dịp ôn lại truyền thống và bản sắc riêng của Trung Dũng, cũng là dịp nhìn lại chính mình, những điểm mạnh, điểm yếu và xác định cơ sở xây dựng và các mục tiêu chiến lược của công ty trong tương lai. Cơ hội thách thức là rất nhiều, nhưng với tính nghiêm túc, chặt chẽ, hướng về cái mới, chúng ta luôn hy vọng rằng hình ảnh công ty Trung Dũng và thương mại nhiều thay đổi đáp ứng nhu cầu xã hội sẽ được xây dựng trong tương lai gần, tạo ra sức sống mới trong khi vẫn gìn giữ, bảo vệ các nhân tố tốt đẹp và truyền thống đã qua
Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông Triệu Khắc Trung, Bí thư chi bộ, giám đốc công ty đã có những lời phát biểu rất chi tiết với toàn thể quý vị khách quý và bên cạnh đó là cán bộ công nhân viên công ty. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho ông Triệu Khắc Trung điện. Và riêng cá nhân những người làm chương trình như chúng tôi cũng xin chúc cho công ty của chúng ta bước sang một năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn năm 2018 rất gấp 20 lần. Vâng ạ, nếu mà chúc gấp nhiều quá thì nó sợ trung thành. Và chúng tôi sẽ chúc gấp 20 lần. Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị kính mến, và ngay bây giờ chúng tôi xin phép được đọc danh sách tên nhân viên có thâm niên công tác trên 10 năm của công ty chúng ta lên sân khấu để nhận giấy khen. Đầu tiên, tôi trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Nga, kế toán. Chị đã công tác được 15 năm. Vâng ạ, xin mời chị lên sân khấu. Thứ hai, tôi xin mời chị Dương Thị Huyền, bên bộ phận sản xuất chun dây. Chị đã công tác được 15 năm. Xin mời chị. Thứ ba, tôi xin mời anh Bùi Văn Cường, bên bộ phận vận chuyển. Anh đã công tác được 14 năm. Vâng ạ, thứ tư thì tôi xin mời anh Nguyễn Duy Thắng, bên vận chuyển. Anh đã công tác được 14 năm. Tôi xin mời chị Ngô Thị Nga, bên sản xuất chun dây. Chị đã công tác được 13 năm. Xin mời chị. Tôi xin mời chị Dương Thị Miền, bên sản xuất chun dây. Chị đã công tác được 13 năm. Tôi xin mời anh Đỗ Văn Chính, sản xuất chỉ may. Anh đã công tác được 12 năm. Và tôi xin mời anh Ngô Đình Huỳnh, anh bên sản xuất chỉ may. Anh đã công tác được 12 năm. Thưa vị, tiếp theo tôi xin đọc những anh chị kế tiếp. Tôi xin mời anh Phạm Đình Tình. Anh đã công tác được 12 năm, anh bên sản xuất chun dây. Xin mời anh. Tiếp theo tôi xin mời chị Nguyễn Thị Thu Hải, bên sản xuất chun dây. Chị đã công tác được 11 năm. Tôi xin mời anh Nguyễn Văn Huy, bên sản xuất chỉ may. Đã công tác được 10 năm. Tôi xin mời... Vâng ạ, anh chị Nguyễn Trúc Lâm. Tôi không biết là anh hay là chị, bởi vì Lâm là có thể đặt cả trai cả gái được. Vâng ạ, xin mời lên sân khấu. Chị đã công tác được 10 năm. Tôi xin mời anh Nguyễn Văn Bắc, bên sản xuất chỉ may. Đã công tác được 10 năm. Và đến năm... Và cái bây giờ thì tôi xin mời ông Triệu Khắc Trung, giám đốc, lên trao quà và giấy khen cho các nhân viên đã làm việc gắn bó với công ty lâu năm. Trân trọng kính mời ông. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón nữ ca sĩ Bích Ngọc. Biết em, biết em, biết em, biết em, biết em, biết em.
Ngay bây giờ quý vị cùng với chúng tôi hãy trở lại sân khấu để cùng với chúng tôi sẽ với chương trình văn nghệ của công ty. Thưa quý vị, trước khi chương trình văn nghệ diễn ra, và ngay bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời Chủ tịch Công đoàn bà Triệu Thị Loan sẽ lên tuyên bố và khai mạc cuộc thi văn nghệ. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý, về dự hội nghị họp mặt Tân Liên mừng kỷ niệm 15 năm thành lập công ty ngày hôm nay, thay mặt tổ chức công đoàn và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trung Dũng, tôi xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc đến các quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý, báo cáo tổng kết hoạt động của công ty do ông Triệu Quốc Trung, bí thư chi bộ giám đốc công ty vừa trình bày tại hội nghị đã khẳng định sự lớn mạnh, phát triển không ngừng của công ty. Ghi nhận những cố gắng nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển doanh nghiệp trong 15 năm qua. Là tổ chức công đoàn, chúng tôi vô cùng phấn khởi sức trực tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ của công ty. Sự tăng trưởng và phát triển đó cũng đồng nghĩa với việc các quyền lợi, chế độ, chính sách của người lao động được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên công ty được quan tâm và không ngừng được cải thiện. Nhận thức được vai trò tầm quan trọng và trách nhiệm của mình, trong năm qua, công đoàn công ty đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, tổ chức phát động các phong trào thi đua cho cán bộ công nhân viên công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, quan tâm chăm lo và đại diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động. Cụ thể trên một số lĩnh vực, công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, tham mưu cho lãnh đạo công ty, tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi tham quan nghỉ mát tại Sầm Sơn 3 ngày, tham gia giám sát việc thực hiện các quyền lợi liên quan đến người lao động như hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và nhiều chế độ trợ cấp xã hội khác. Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp trong bị xét thi đua khen thưởng hàng tháng và Tết Nguyên đán cho cán bộ công nhân viên, tổ chức khắp sừng quê cho 100% cán bộ công nhân viên công ty, tổ chức nhiều hoạt động tập thể, thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa và thực hiện các nghĩa vụ đối với tổ chức công đoàn cấp trên. Qua triển khai các hoạt động, tổ chức công đoàn công ty đã thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động, giữa người lao động với người lao động, qua đó tạo sự đoàn kết, dân chủ, cởi mở. Kính thưa các quý vị đại biểu, hòa chung không khí tương bừng của toàn thể cán bộ công nhân viên đang ra sức thi đua chào mừng thành tích kỷ niệm 15 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trung Dũng. Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng, hôm nay ban chấp hành công đoàn công ty tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng năm mới 2019. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của ngày hội tổng kết, chúng ta nhiệt liệt chào mừng 7 tiết mục văn nghệ đến từ các ca sĩ không chuyên của các bộ phận trong công ty. Các tiết mục văn nghệ sẽ mang về cho buổi tổng kết của chúng ta nhiều màu sắc nghệ thuật ấn tượng, sự vui nhộn.
độ, lạc quan, niềm phấn khởi, thân thiện và ấm cúng. Hội thi chúng ta không chỉ dừng lại ở kết quả của những giải thưởng nhất, nhì, ba, không đơn thuần là một hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng mang tính chất nhất thời, mà chúng ta hy vọng rằng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phải được duy trì thường xuyên trong toàn công ty. Đây là một món ăn tinh thần không thể thiếu, tạo động lực thúc đẩy cho cán bộ công nhân viên công ty hăng say công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với tinh thần ấy, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc thi Tân Nghị ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, tôi xin được đọc lại tên ạ. Vâng ạ, chị Loan ạ, chị Trang, chị Duyên, chị Hương và nữ ca sĩ Bích Ngọc đã và đang là nơi cầm cân nảy mực chuẩn nhất cho tất cả các đội thi. Oh,
lại sân khấu để nhận những bó hoa rất là tươi đẹp của khán giả. Xin cảm ơn. Vâng, và ngay bây giờ thì tôi xin mời vâng, đầu tiên là xin mời Bích Ngọc ạ. Sẽ cho bạn hai bạn bao nhiêu điểm ạ? Vâng, thưa quý vị, 8 điểm thưa quý vị. Vâng ạ, xin mời chị ạ. Tiếp theo đó là chị Hương đúng không ạ? Xin mời chị ạ. Vâng, đó là 8 điểm ạ. Tiếp theo đó là chị Duyên. Thưa quý vị, 10 điểm. Vâng, chị Duyên có vẻ rất là phóng khoáng đúng không ạ? Tiếp theo thì xin mời chị Trang ạ. Vâng, 9 điểm thưa quý vị. Vâng, xin mời chị Loan. Vâng, đó là 9 điểm.
Và lúc này thì tôi xin mời những những người cầm cân nảy mực trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên tôi xin mời nữ ca sĩ Ngọc Bích ạ. Vâng, 9 điểm thưa quý vị. Và tôi xin mời chị Hương ạ. 10 điểm thưa quý vị. Vâng, xin mời chị Duyên ạ. 10 điểm. Và chị Trang đó là 10 điểm thưa quý vị. Và tiếp theo xin mời chị Loan ạ. Vâng, chính là 10 điểm. Và chúng ta dành một tràng vô cùng lớn. Lời đầu xin gửi đến ban giám đốc và toàn thể các vị khách quý cùng toàn thể nhân viên công ty một lời chúc sức khỏe năm mới an thịnh vượng vạn sự như ý.
và ngay bây giờ quý vị cùng với chúng tôi cùng gặp gỡ những người cầm cân nảy mực. Thưa quý vị, 8 điểm thưa quý vị. Xin mời chị ạ. 8 ạ. Xin mời ạ. 9 ạ. 8 ạ. Và 9 thưa quý vị. We'll be right back.
tuyệt vời thưa quý vị. Vâng, đó là đội 6 của chúng ta đấy ạ. Rất hay, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Vâng, đầu tiên xin mời nữ ca sĩ Ngọc Bích ạ. Vâng, 9 điểm ạ. Vâng, anh xin mời chị Hương ạ. Mười thưa quý vị. Vâng ạ, tiếp theo xin mời chị ạ. Mười ạ. Tiếp theo ạ. Và mười ạ. Vâng, cuối cùng là 9 điểm. Xin cảm ơn rất nhiều. Đầu tiên thì tôi xin gửi tới cho đội tổ chức, xin gửi tới quý ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên lời chúc sức khỏe và lời chào rất trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, đội tổ chức xin trình bày ca khúc Câu chuyện đầu năm của nhạc sĩ Hoài Nam. Và nhân dịp đón mừng năm mới, cho tôi xin gửi một lần nữa gửi tới lời chúc tới quý ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ca khúc xin phép được bắt đầu.
Chân đi bên em mà chẳng nói buồn gì.
tuyệt vời thưa quý vị. Vâng, kỷ niệm 15 năm thành lập công ty và phát động kế hoạch kinh doanh năm 2019, vâng, rất có ý nghĩa thưa quý vị. Vâng, đầu tiên vẫn là Bích Ngọc ạ. Vâng, 9 điểm thưa quý vị, xin mời chị Hương ạ. 9 điểm ạ. Xin mời chị ạ, 10. Vâng, 10 hay 9 ạ? Và 9 thưa quý vị. Và 10. Thế kỷ 21 cùng với sự phát triển của đất nước,
Trung Dũng tự hào khi là nhà cung cấp các sản phẩm phụ liệu may mặc với hơn 15 năm kinh nghiệm, với định hướng tập trung vào chất lượng và đáp ứng tối đa những yêu cầu từ khách hàng. Trung Dũng không ngừng đầu tư các hệ thống máy móc hiện đại, tổ chức các khóa học nâng cao tay nghề công nhân viên để đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm. Hiện tại Trung Dũng tập trung vào hai dòng sản phẩm chính là may và chun dây. Trong những người sẽ thông báo trong những phần thi vừa rồi, đội nào là đội đạt giải nhất, đội nào là đội đạt giải nhì, giải ba và giải tứ kích. Vâng ạ, tôi xin mời đại diện của bốn đội hãy lên sân khấu ạ. Vâng. Và ngay bây giờ thì tôi xin mời chủ tịch hội đồng thành viên ông Triệu Khắc Thủy, ông sẽ lên trao hoa và quà cho bốn đội được giải tứ kích.
công ty tới các vị đại biểu, khách mời. Và chúng tôi trân trọng kính mời ông Triệu Khắc Trung, bí thư chi bộ, giám đốc công ty sẽ có những lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Thưa các vị khách quý, thưa các vị khán giả và toàn thể anh em công nhân viên của công ty Trung Dũng, hôm nay buổi tiệc tất niên và cũng là một buổi giao lưu văn nghệ rất là vui. Tôi xin thay mặt lãnh đạo công ty xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào, gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn mọi người đã đóng góp cho công ty một chặng đường dài khoảng 15 năm. Xin phép cảm ơn mọi người. Và em xin mời anh Nán lại đây và cũng xin mời ông Thủy hãy lên đây cùng nâng ly với tất cả quý vị khách mời cùng cán bộ nhân viên công ty. Và ngay bây giờ thì xin mời. Quý vị sẵn sàng chưa? Và bắt đầu ạ. 1, 2, 3. Xin chúc mừng năm mới, chúc cho năm 2019 sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Vâng, xin cảm ơn hai ông rất nhiều. Xin cảm ơn ông Thủy và...